Rồi bây giờ mình đi thôi. À, trên bàn mình là có hai tô cháo trắng, à, để chuẩn bị ăn cái món cháo ếch ở đường Nguyễn Oanh. Cái con đường Nguyễn Oanh này lúc trước là hai mẹ con mình hay đi ngang thường xuyên lắm. À, ngày lần nào đi ngang thì cũng ghé vô ăn hết, dù mặc dù là trời mưa cũng vẫn ghé vô ăn. Ở cái quán này nó chỉ bán là ngoài vỉa hè thôi nhưng mà rất là ngon và rất là đông khách. Lâu rồi mình không còn đi ngang cái con đường Nguyễn Oanh nữa cho nên là mình cũng không có ghé ăn. Thì bây giờ mình cũng gần đi chơi xa rồi, đi chơi cũng không biết là mấy tháng. Cho nên là sẵn nhớ tới cái món cháo ếch này ở đây thì quyết định đi ra ngoài đây ăn nữa, một lần nữa. Để nhiều khi đi ra ngoài Hà Nội không có bán cái món này hoặc là không biết chỗ ăn á thì mình cũng hơi thèm. Cho nên là bữa nay là ăn là một bữa cuối ở đường Nguyễn Oanh này. Thì bây giờ là cái quán cháo ếch ở đường Nguyễn Oanh thì đã không còn nằm ở vỉa hè nữa, chắc có lẽ là theo mình nghĩ là người ta không cho bán vỉa hè nữa hay là người chủ người ta lấy lại cái mặt bằng. Cho nên là cái quán cháo này đã thuê một cái căn kiosk rồi và bây giờ cái tiệm nó rất là khang trang và rất là đông khách. Nếu như các bạn nào mà có chưa có ăn ở đường Nguyễn Oanh thì các bạn cứ tới đây nha. Thì duy nhất là đường Nguyễn Oanh là mình thấy nó chỉ có một cái quán cháo ếch này thôi. Mà cũng rất là rẻ, cái món này khoảng như một phần nó là 60.000. 60.000 thì cho là ba con. Hai con hay ba con vậy đó. Nhất là trời mưa á, nhiều khi á đi đi ngang đây nè, trời mưa mặc áo mưa hả, mình vô ăn có tô cháo về ngủ, trời ơi rất là đã luôn á. Thì bé Linh á thì nó ăn nó không có ăn cái mình của con ếch, nó ăn chỉ có đùi thôi cho nên là mình phải đổi cho nó, bỏ trả nó đưa cho cái mình thì nó ăn cái đùi. Và hành thì mình có thể kêu thêm một chén như vậy là 5.000. Đó, bỏ hành vô như vậy là hành bỏ vô như vậy nó vừa nó hơi chín chín thôi, nó còn cái độ giòn á, như vậy ăn thì rất là ngon. Chơi đó, đi Hà Nội Sapa chơi cho nên là cũng không biết là đi mấy tháng, cảm thấy đi mà chán rồi thì về về lại Sài Gòn, thích đó thì đi nữa, thì cho nên là mình cũng không có biết là bà chuyện ngày nào là mình trở về Sài Gòn, tại vì mình cũng còn có bà con ở Hải Phòng ở Kiến An, cho nên là mình chơi ở Hà Nội và Sapa xong rồi mình có sẽ quay trở về Hải Phòng. Cũng có thể là Tết đó, mình ăn Tết ở Hải Phòng hoặc là ăn Tết ở Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên là mình có cái ý định là ăn Tết ngoài miền Bắc. Tuy rằng là mình sinh đẻ ở miền Bắc và lớn lên thì ở Sài Gòn, ở miền Nam. Nhưng mà về miền Bắc thì được vài lần nhưng mà chưa bao giờ về dịp Tết. Tại vì buôn bán cứ là nhờ vào cái dịp Tết á cho nên là mình không có thể nào mình đi được cái dịp Tết hết. Thì năm nay là cái năm dịch, đại dịch nè, thì làm ăn rất là khó khăn cho nên là mình đã quyết định không có buôn bán nữa, sang cửa tiệm lại và bây giờ là rất là rảnh rỗi thì mình có đi chơi nó thoải mái hơn, thời gian nó sẽ dài hơn. Có thể là mình đi đây đi đó được, còn nếu mình cảm thấy đi mà chán rồi thì mình sẽ quay trở về. Còn lúc trước á, ôm tiệm á, nhiều khi á, đi á, về Bắc á, thì đi được có một tuần, cao lắm là 10 ngày thôi. Còn bây giờ là mình cứ tha hồ đi ha, cứ cảm thấy chán thì mình đổi điểm. Tuy rằng là ra Bắc được nhiều lần rồi nhưng mà Sapa thì mình chưa đặt chân tới. Năm nay quyết định là phải canh cái tháng nào mà đẹp nhất là mình sẽ đặt chân đến Sapa chơi.
nơi khác nữa thì mình cũng không biết là mình có đi tới được hay không. Thì bây giờ là trước mắt là mình sẽ chơi ở Hà Nội một thời gian, rồi đến Tết thì mình sẽ quay về Hải Phòng ăn Tết với người thân. Rồi Sapa thì có lẽ là mình đi trước Tết, thì trong dự định là như vậy thôi, chứ còn hiện tại thì mình chưa về, cho nên là mình cũng chưa có chắc chắn là mình sẽ đến Sapa trước hay là đi về Hải Phòng trước. Nhưng mà chắc chắn là phải đi ra Sapa, tại vì chưa bao giờ người được ra ngắm cảnh ở Sapa, ra tiền xem ở trên Facebook thì thấy rất là đẹp, rất là thích. Còn Vịnh Hạ Long thì mình cũng đã từng đi rồi, nhưng mà rất là lâu, mấy năm về trước. Thì năm nay có vẻ là mình cũng có ý định ra Hạ Long. Tại vì ngày xưa ba mẹ sinh đẻ là 5 tuổi là đã vào Sài Gòn, vào miền Nam rồi, và lớn lên cho đến mấy chục năm thì mới quay trở về miền Bắc. Quay trở về miền Bắc được vài lần thì bây giờ mình cảm thấy rất là hợp, rất là thích cái khí hậu ngoài miền Bắc. Rồi miền Nam mình thì bốn mùa nắng nóng đầy đủ, cho nên là mình cứ thử trải nghiệm một cái nơi khí hậu mát mẻ thử coi như thế nào. Nếu như mà cảm thấy thích hợp á thì mình có thể là mình định cư mình ở luôn ngoài đó. Còn nếu như mà cảm thấy không không thích hợp với sức khỏe của mình á thì mình cũng sẽ quay trở về miền Nam. Ngày trước á là cứ lo làm ăn buôn bán á, ôm cái tiệm suốt luôn, là nên đi đâu thì cũng không được đi thoải mái, một tuần lễ 10 ngày là phải quay về. Bây giờ là mình cảm thấy mình thong thả lắm rồi, không còn buôn bán nữa, không còn ở bên cái tiệm nữa, thì cứ tha hồ mà đi ha. Đi cảm thấy không còn sức khỏe hay mệt mỏi quá thì ngưng lại vậy thôi, chứ bây giờ đâu còn buôn bán nữa đâu mà lo lắng thời gian. Đi phải quay trở về để mở cửa tiệm hay là có tiệm thì kia, bây giờ là khoảnh khắc rất là thoải mái nhất luôn á. Còn bé Linh đó thì nó làm việc online cho nên là cũng không bị ảnh hưởng thời gian. Làm việc online thì ở đâu cũng làm được hết, ở khách sạn cũng làm được mà ở nhà cũng làm được, cho nên là hai mẹ con rất là thoải mái về giờ giấc. Thật sự là lâu lắm rồi mình không có ăn cái món cháo ếch này, tại vì mình quen ăn cái vị ở cái quán ở quận quanh này rồi. Khi mà mình đi những cái quận khác á, mình ăn á thì tuy rằng người ta bán cũng rất là ngon, nhưng mà đối với mình thì nó không có hợp khẩu vị, cho nên là mình cũng ít ăn lắm. Mà ở đây quán này thì mình quay trở lại là tính ra 2 năm rồi mình mới quay trở lại đây nè. Thì khi quay trở lại thì mình cũng bất ngờ là không còn bán ở vỉa hè nữa, bán một cái cửa hàng rất là khang trang, rất là sang trọng, nhưng mà giá thì vẫn là bình dân chứ không có mắc. Vị ăn thì vẫn như xưa, các bạn là hay thật, cho nên là mình ăn bữa nay mình ăn cảm thấy cảm giác rất là ngon luôn á, như là mình thèm một cái món gì đó mà mình được ăn rồi mình cảm thấy nó rất là ngon miệng. Ngồi ăn như vậy chứ ở ngoài trời là đang mưa đó các bạn, mưa lâm râm thì nó cũng có hơi lạnh đó, hơi Sài Gòn mưa 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 bão vậy nè, cũng có một chút xe lạnh, nhưng mà xe lạnh của Sài Gòn thì nó không có ăn thua gì hết, nó cũng là 24 25 độ là dữ lắm rồi đó. Thêm một chén hành thứ hai. Rồi thôi, mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn lại video lần sau để có chuyến đi chơi thì mình sẽ quay lại nha.